ban ngày thì những cái âm thanh bên ngoài môi trường như cái tiếng sáo trọng mình không thể nghe rõ, cái tiếng giọt từng giọt nước mắt. Và khi âm thanh thì khi mà màn đêm buông xuống rồi thì tất cả đều im lặng, thì chỉ còn lại cái âm thanh của nước mắm nhỏ thì mình nghe rất là rõ, từ âm thanh đó, nó vang ra. Và mình hình như là đâu đó thì những khi mình đi xa hay mình không còn làm, mình ra ngoài mình làm việc cái gì đó mình không khỏe là ở xưởng nước mắm, thì mình vẫn vang vẳng trong tay những cái âm thanh rong rỏng từ những dòng giọt nước mắm giọt ra. Thì cái nghề truyền thống này thì nó có hai cái cách lọc cơ bản. Cách lọc mà những người phụ nữ hay làm, những người trong làng hay làm thì là nó làm từ những cái rổ mà đan bằng tre theo hình nón, đã tranh to dưới nhỏ và họ gọn đối với một cái lượng nhỏ thôi, nó không thể là công suất nó không thể lớn được cho trả liên tục được hàng ngày. Khi mà hết cái rổ đó thì phải xuống chặt và phải đưa lên và đổ nước mắm lên gọn trở lại. Thay vì như thế thì mình giỏm lại cái cong hay là lõm lại cái mà nó vệ sinh hơn nữa, trong một cái thùng đại nắp kín và mình chỉ cho rút ra trong một cái canh và mình luôn đại nắp, thì cái những cái con bọ hay là những cái vi sinh vật nó có khó vào, và hơn nữa là nó giữ lại mùi hương tốt hơn nữa. Khi mà vào trong một cái canh và mình khi mà rõ rằng đó cái lượng không khí vô thoa giữa không khí và bên trong và bên ngoài, nó cái lượng hương đó nó không có mất đi và nó giữ lại được trong cái nước mắm. Sau khi mà đã ra tới trong cái canh rồi thì mình đóng trở lại và đưa ra cái mình đóng chai, nó khép kín, nó không thể mà mất đi cái chất lượng cái mùi hương nước mắm. Như vậy là cách gọi này là gọi là cách gì? Gọi là rút nhĩ, cái này là rút nhĩ. Còn cái mà qua cái rổ kia là gọi là họ gặm chứ không phải là rút nhĩ. Cái tô nô này nó có gì đặc biệt khó so với hai vùng khó? Cái thùng tô nô mà làm bằng gỗ này, thùng này được thường làm bằng gỗ mít. Nếu như trong làm rượu thì họ dùng là gỗ sầu, nhưng mà mình thì là nước mắm thì làm bằng gỗ mít. Và làm nó rất là công phu và chỉnh chu, từng một miếng gỗ ghép lại. Rất là nhiều, một cái thùng như thế này là rất nhiều miếng gỗ ghép lại. Và được những người thợ làm rất là chỉnh chu và không hề có một cái kẽ hở. Và sau đó thì được mà đang may các cái vỏ may mình liền lại, sau đó thì bà được bổ vệ bởi một lớp gọi là dầu rát. Và cái thùng này ấy, thì nó khác với lại miền Nam là cái miền thùng mình ấy, thì nó là như giống như một cái trống vậy đó. Rồi nó cái bụng nó là to và hơi đào thì nhỏ, trên miệng và dưới đáy thì nhỏ. Ở miền Nam thì nó ở dưới đáy thì nhỏ và ở trên thì nó to hơn, nó to, nó khó. Và như miền Bắc thì họ hay đừng làm nước mắm thì họ dùng những cái lâm với chu và họ ra ngoài trời, còn mình thì không, mình thì thường thì làm thì để ở trong mát và ủ trong mát và nó ổn định với một cái nhiệt độ từ khi mà bỏ con cá vào cho đến thành phẩm thì cái ở nó lên men với một cái quá trình, một cái nhiệt độ ổn định thì nó lên ra một cái chất lượng nước mắm tốt hơn. Như vậy là cái nguồn cá đây là cái nguồn cá được thu gom từ những cái tàu bè ở đâu và ngư trường chủ yếu là như thế nào, và không có cơm đó nó có đặc biệt gì so với những vùng khác? Quảng Ngãi được đánh giá so với cả nước là một nguồn lạc thủy sản là đứng số 1 cả nước. Thì cái trong đó thì được cái là ưu đãi đó là có cơm hay là có nục, là đó là hai cái nguồn để là làm nước mắm. Và có cơm thì nó mình nhập vô theo mùa chứ nó không có thường xuyên, nên theo mùa thì có cơm nó khỏe mập con cá. Thì khi mình nhập về thì là con cá nó được tươi và muối thì nó ngon hơn. Và cái cá này thì thường là nhập ở cái cửa nguồn chính của mình là cửa Sa Cần. Và sau đó này thì nếu như mà có thể là các cái người dân có thể nhiều lúc là ở Sa Cần thì không có, thì ở Sa Kỳ hay là ở Lý Sơn hoặc là Sa Huỳnh, thì cái nguồn chính là con cá ở tỉnh Quảng Ngãi đưa về xưởng của mình và muối. Và trong cá thì thường là đưa về là lúc vào sáng sớm, và mình thì phải tranh thủ cá vào lúc nào thì mình nhập và muối liền lúc ấy, chứ không phải là chờ đến rồi múc trời sáng rồi mình mới nhập. Không, cái nghề mình đó là phải cá vào lúc nào và mình phải đưa về và muối liền, làm cho sao nó thật tươi và đem cái chất lượng thật tốt. Một cái sản phẩm công nghiệp ấy thì nó với cái giá là 40 ngàn
Thế thì em hỏi anh ấy, anh dùng chen nhau một tháng là 30 ngàn đúng không? Thế một ngày anh chỉ mắc 1.000 đồng thôi. Nhưng thế nhưng anh đưa cái sản phẩm này, sản phẩm sạch, anh đưa vào cơ thể, nó an tâm, anh em cảm thấy an tâm, nó sẽ ngon miệng. Còn cái sản phẩm công nghiệp nó ghi nào là phẩm màu, chất bổ quản, chất định màu, định mùi trong này. Thì anh đưa vào anh có yên tâm không? Một ngày nào đó anh không bị bệnh nha. Một ngày một tí, và nhiều ngày nó nhiều thứ, và đưa vào gan thận của chúng ta gánh chịu hết. Thế một ngày nào đó sẽ sinh bệnh ra, thì nó, cái sự so sánh nó không có quá nhiều. Một ngày anh ăn, một tháng anh chỉ ăn khoảng 1 lít nước mắm chứ không có quá nhiều đâu. Với một chai nước mắm khi mà đưa về cái sản phẩm, cái nguồn cá đưa về Vân Đào vô, ít nhất khoảng 15 đến 20 ngàn một ký cá rồi. Thế thì một ký cá đấy, mình muối với cái truyền thống thì là với cái công thức là 3 cá một muối. Thì thành là 4 ký. Thì sau này khi mà thành phẩm, quá trình khi mà muối vô, đưa vào thùng, đổ trộn, chăm sóc làm sao cho vừa đủ có đủ muối, và có và muối và thấm trộn đều để nó lanh men, quá trình lanh men và nó tốt nhất. Thế thì ủ ra một năm thì cái thời gian nó rất là dài. Ra quá trình một sản phẩm nó phải trên một năm chứ không phải là một ngày một dài nào đó. Nó ra sản phẩm so với sản phẩm công nghiệp thì chỉ có trang vòng vài ba tiếng đồng hồ ra cho ra mở và ra thị trường có liền. Nhưng sản phẩm của tôi thì phải lấy một năm, trên một năm trời mới ra được sản phẩm như thế này. Mình cho nên là cái sản phẩm cái này nó phải, cái giá thành nó phải coi là cái điều tất yếu rồi. Bởi vì bây giờ em nghĩ đi, anh cứ nghĩ đi, là một con 15 ngàn mà nhân cho 3 thì là 45 ngàn, 45 ngàn cộng với là muối cho 3 ngàn nữa đi, là cho khoảng công nữa khoảng 50 ngàn. 50 ngàn mà anh để một năm trời, rồi cái công anh đổ trộn đưa đó, rồi công là sau là nhỏ mớt là rồi là anh phải đóng thùng này kia, thì ra một cái sản phẩm tới thị trường thì nó rất nhiều cái chi phí này nữa, tất nhiên nó phải co, nó co hơn nhiều, nó co so với là nước mắm công nghiệp nhiều lắm. Còn nước mắm công nghiệp thì đằng đó nó hầu như là nó có thể là họ lấy cái nước cốt nhĩ của tôi về họ pha vào trong đó vài 30% thôi, chứ không thể mà có nó hoàn toàn là nước mắm cả. Cho nên là nó khác so với nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp ở chỗ đó. Kiểm nghiệm ở đâu? Chứng thực cho mình để mình có thể tự tin mình làm thương hiệu. Dạ, thì qua khi mà bắt đầu làm cái nhãn mát thương hiệu thì sản phẩm của mình nó được trước tiên là tôi cùng với những người công nhân làm ở đây có được xác nhận về kiến thức an toàn thực phẩm tại sở trung tâm quản lý chất lượng nông lâm thị sản. Cái trung tâm quản lý chất lượng nông lâm thị sản phải xác nhận cái kiến thức về an toàn thực phẩm, và sau đó thì cái trung tâm phải ra tại xưởng và kiểm tra và cấp cho một cái cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Và mỗi cái sản phẩm mình đưa ra thị trường thì đều được test kiểm tra ở tại cái trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng qua test 2 tại Đà Nẵng. Mình thì mình với một tính trung thực, mình không muốn kiểm nghiệm ở cái tỉnh Quảng Ngãi, mình muốn đưa ra một cái thương trường lớn hơn thì mình phải đưa ra một cái trung tâm trung thực nhất, đó là trung tâm qua test 2 ở Đà Nẵng. Mỗi sản phẩm đưa ra thì phải tìm phải test. Nhà tôi thì ở làng Sơn Trà và ở một quê làng nghèo của vùng biển của Quảng Ngãi. Quảng Ngãi thì là một nơi mà có cái nguồn lợi thủy sản rất là lớn. Mà từ xa xưa thì ở đây là không phát triển về về giao thông hạ tầng này không phát triển, mà ở đây thì có nghề là đánh bắt cá và đi bán cho ở các nơi khác về họ thu mua, hay là có thể là cá còn lại thì muối bám cung cấp ăn trong làng, trong xã rồi thôi, rồi lan ra huyện. Nhưng mà đường đi là thật là trong gai rất là khó. Ngày xưa thì ở đây hạ tầng chưa có cầu, đường xá điện hầu như không có.
Nhà thì nhà tôi thì sinh ra với một cái gia đình rất là đông con. Mẹ sinh ra tới 9 người anh em, nhưng mà trong quá trình đó thì đã mất 2 anh em, còn được 7 người. Nhưng tôi là con út trong gia đình. Khi mà làm trong nghề thì lúc nhỏ thì hầu như là gia đình tự làm hết. Tất cả từ lớn tới nhỏ mẹ nuôi sống, khi ba mất sớm thì mẹ nuôi sống các anh chị em bạn nghề nước mắm, sản xuất nước mắm. Và trong quá trình thì lớn dần các anh chị em thì khi mà làm với nghề thì mẹ nhìn nhận ra rằng mình là cái người mà có thể có cái một độ tỉ mỉ, có độ chăm chút hơn và yêu nghề hơn. Có thể bà có thể sau này bà giao cho như mình, cho nên là cái sứ mệnh đó bà đã giao cho mình từ khi mà mình bắt đầu làm với bà. Thì em cũng là một người mà cũng thích tự nhiên, cho nên là cũng theo khóa học chuyên văn A và cũng theo có trò lưu. Thì sau khi đại học thì cũng trong làm thì cũng có một cái nào đó mà nghĩ về gia đình, nhưng một phần nào đó thì với môi trường thì mình với bạn bè xã hội thì mình muốn thể hiện cái mình là thích là kỹ thuật. Nhưng mà sau khi mà đậu các cái trường đại học hay là trường cao đẳng khác nhau thì mình lại theo trào lưu mình chọn cái nghề cái ngành là kỹ thuật bên điện. Sau khi mình ra trường mình làm được hơn 2 năm thì quá ra mình nhận ra là cái nghề này mình không phù hợp nữa. Và sau khi mình trở lại với gia đình, mình hỗ trợ cho mẹ làm nước mắm, thì quá ra là đây chính là cái nghề của mình, cái là yêu thích của mình. Mình thấy rằng đây là một cái sản phẩm mà làng của mình từ hồi già làm ra, một cái sản phẩm mà đem lại cái chất lượng, mình làm cái sản phẩm sạch, đem lại cái bảo vệ cho cái sức khỏe của con người. Bởi vì đây nước mắm cũng giống như một loại cao cá, mình ủ hơn một năm trời thì bước đầu quá trình thủy phân hủy ra nó thành nước, và nó rút ra như vậy là giống như một cái loại mà cao vậy, cao cá. Dạ thì sau khi mà làm về quay lại với gia đình làm khoảng một thời gian thì em thấy cái nguồn vốn nó không phát triển được, và nếu muốn nhân rộng ra mà muốn bán ra thị trường một số lượng nhiều hơn nữa thì cần phải vốn và bằng tích lũy về cái kiến thức thêm về các cái mới về các khoa học hiện đại nữa. Tuy là một cái nghề truyền thống nhưng mà mình trau dồi kiến thức hiện đại thì kết hợp thì nó còn phát triển ra một sản phẩm còn tốt hơn. Thế thì em mà trang trải lấy nguồn vốn ở đâu? Gia đình thì đông con, mẹ thì chỉ để nuôi ăn học ra trường thôi, làm gì có vốn cho mình để cho mình nâng đỡ cho mình để khởi nghiệp. Thế thì trong cái thời điểm đó là nhà nước đã có một cái khóa học để mà đào tạo cho đi lao động nước ngoài. Thì nói chung là lúc đó mình nghĩ rằng là cái nguồn vốn nó sẽ một tháng ngày lúc mà mình đi làm ngành điện thì mình chỉ có thu nhập khoảng 2 triệu. Nhưng khi qua Hàn Quốc thì mình có thể thu nhập 1.000 đô là khoảng năm 2007 thì khoảng là 16 đến 17 triệu. Thế thì mình nghĩ mình sẽ chắc mình qua đó phải chắc chiêu làm sao mình đem về một khoản tiền lớn để mình lấy cái tiền đó mình khởi nghiệp, mình xây xưởng, mình tăng cái công suất lên và mình sản xuất một cách nào đó để tăng cái chất lượng để rồi đem lại cái sản phẩm tốt hơn. Thế thì bắt đầu nghĩ ra như vậy thì tôi đi đăng ký ngay với cái khóa học. Và rất là kỳ diệu mà cái khóa học đó thì chỉ còn 20 ngày nữa là đi thi rồi. Nhưng mà với cái nhiệt huyết của mình cũng như với cái trong cái để mà mình thành công phía trước thì mình phải nỗ lực. Và 20 ngày như thế một cái bài giảng, một cái thuyết trình, một cái bài giảng mà như vậy để mà thi đậu thì rất là khó khăn. Nhưng mà tôi đã cố gắng là học trong 20 năm và đã thi vừa đủ điểm đậu trong cái khóa học, vừa để thi tiếng hạng là gọi là coi là BT. Học trong 20 ngày, hình như là tôi bế công luôn trong cái một cái căn phòng và học. Khi đi đánh lớp xong rồi về thì chỉ có ở trong căn phòng và học
và học tiếng Hàn thôi, không biết gì bên ngoài cả. Bởi vì phía trước là mình phải đi cho bằng được, mình phải lấy một nguồn vốn về để rồi mình mới làm được gì cho chính mình. Thì và được 120 điểm, đúng rồi, cứ là cái chỉ tiêu là phải ít nhất là được 20 điểm, là 120 điểm là đậu. Thì cái thang điểm đó là mình vừa đủ đậu luôn. Và sau khoảng 3 tháng sau thì sẽ được bên công ty bên Hàn Quốc được tuyển, và mình qua bên đó làm từ ngày tháng 6 2007 và đến tháng 6 2012 mình trở lại với quê hương. Thì sau trở lại với quê hương thì mình cũng cảm thấy là cũng mệt mỏi đó, cũng cố gắng rất là nhiều mệt mỏi, và cũng phải cho mình nghỉ trong một thời gian, một vài tháng nào đó. Và mình cũng phải tìm hiểu cùng với gia đình, và bắt đầu mình cũng dần dần với gia đình về nước mắm nó như thế nào. Mình sau khi 5 năm trở lại với quê hương thì mình cũng bị mê mộng bớt, vì mà mình phải hòa nhập với, trở lại với đất nước Việt Nam như thế nào. Bởi vì mình đã qua bên Hàn Quốc 5 năm rồi, cho nên là về với Việt Nam thì mình lần dần phải hòa nhập lại, và mình bắt đầu với cuộc sống với gia đình. Và mẹ mình thì già lắm rồi, thực tế là giờ là phải nghỉ hưu lúc 60 tuổi rồi, nhưng mà phải cố gắng giữ sao cái nghề này. Cho đến năm 2012 thì bà đã bắt đầu 72 tuổi rồi mà vẫn cố gắng giữ cái nghề lại, cho đến khi mà đứa con út của mình trở về rồi phát triển dâu cho tôi là người con út để phát triển cái nghề đó. Và bây giờ thì bắt đầu tôi hình thành cái câu chuyện là bây giờ mình phải làm sao mình mở cái xưởng như thế nào ở một nơi nào đó mà giao thông nó thuận tiện, cho đến khi mình có thể mình nhập cá về mình giao hàng đến tặng nơi khách hàng cho nó thuận tiện hơn nữa. Thì em nghĩ ra là phải mua đất, và một mảnh đất nhỏ 300 mét ở tại cái khu tái định cư mới Bình Thạnh, và xây nhà xưởng. Và sau đó thì em đưa các cái phụ kiện, cái công cụ, cái dụng cụ làm nghề làm của người nhà về đấy, và phát triển dần dần lên. Và em sưu tầm thêm một số thùng, thì nghề nước mắm truyền thống của tôi thì làm bằng thùng gỗ, ủ trong thùng gỗ đến hơn một năm thì mới ra cái thành phẩm. Và ủ trong thùng gỗ đó, tại sao là ủ trong thùng gỗ? Ủ trong thùng gỗ thì thùng gỗ phải được để trong mát, để trong nhà xưởng, và mắm ủ trong đó thì sẽ được ở một cái nhiệt độ ổn định. Rồi sau đó thì nó quá trình lanh mang tự nhiên, cái quá trình thủy phân nó hết sức tự nhiên, thì khi đến hơn một năm thì nó đưa ra một cái mùi hương thơm, mang đậm cái chất truyền thống. Truyền thống là cái danh dự mà ông bà cho để là, mà đó là cái mà cái chất lượng mà đem lại cho cái sản phẩm của mình, đó là phải sản xuất bằng cái thùng gỗ. Mà cái thùng gỗ này nó lại là nó đậm chất miền Trung nữa, chứ không phải là nó giống miền Bắc hay là miền Nam. Cái thùng gỗ của miền Trung của mình đó, thì nó giống như một cái trống, hai cái đít và cái bầu, cái miệng thì nó nhỏ, và cái ở giữa thì nó to ra y như một cái trống vậy. Thì và tôi muốn giữ lại đó là cái nét đặc trưng của miền Trung. Còn miền Nam thì cái thùng nó ở dưới nhỏ nhưng mà trên to như thế này. Còn miền Bắc thì sản xuất theo trong cái phương thức là trong cái bể chứa xi măng hay là các cái lưu. Còn mình thì đấy, cho nên là mình muốn giữ cái tinh tế, cái nét đặc trưng về cái sản phẩm của miền Trung của mình. Tuy là truyền thống nhưng mà ở miền Nam khác nhau, miền Bắc khác nhau, và miền Trung của tôi thì lại khác nhau. Thì trong cái thời gian mà về lại với quê hương, mà cái lúc mà mẹ đã hỏi với mình là con có nhất định phải theo cái nghề nước mắm của má hay không, thì thế thì tôi mới nói với má rằng con phải theo, vì là con đã chọn rồi, con đã qua Hàn Quốc, con đã chịu cực khổ như thế nào để đem con là lấy một nguồn vốn về đây, con để làm, con phải làm cho bằng được, và con đem lại cái chất lượng tốt hơn những gì mà má truyền lại cho con nữa, chứ không phải những gì mà má đã bỏ ra, đã gây dựng lại cho con rồi. Thì con hứa với má là con phải làm sao mà đem lại cái chất lượng ngày càng tốt hơn, và đem lại cái giá trị về cái
cho cái con người, chứ không phải là vì cái lợi nhuận. Cái lợi nhuận thì tất nhiên là nó nuôi sống bản thân, nhưng mà cái giá trị về cái sản phẩm, về giá trị về cái con người của con, cống hiến cho cái xã hội này, nó còn lâu dài, nó còn sống mãi, chứ không phải là vì cái sinh sống của con nó lớn hơn. Cho nên là con quyết định theo cái nghề này đến về lâu về dài. À, tôi thì cũng cái câu chuyện này thì nó cũng có ảnh hưởng đời thực của tôi. Vì là có một người bạn là khi mà tôi làm nước mắm, cho đến bây giờ tôi chưa, đến lúc mà tôi chưa làm thành trở có một cái thương hiệu, thì một người bạn nói như thế này: mày đi làm gì đó, mày là ông chủ của một quán cà phê, hay một chủ của một cái quán nhậu, hay là một chủ của một cái công việc gì đó mà nó sạch sẽ hơn, nó nhàn nhã hơn. Nhưng mà theo mình nói với bạn này, không, nước mắm, tôi làm nước mắm, tôi bảo vệ cái tóc, cái đẹp, tôi đem lại cái sản phẩm tóc cho xã hội, thì không có gì tôi không phải làm, không làm cả. Mỗi người nó có một cái lựa chọn, chứ không phải tôi không giống ông được, vì tôi là tôi mà, tôi là mười mà, tôi không phải là ông. Cho nên là đến một ngày nào đó mình bắt đầu làm, và bây giờ đến khi mà bây giờ mình có một cái sản phẩm rồi thì cũng giới thiệu ra ngoài xã hội, thì cũng có một số người thì cũng nói là à, mười mắm đó hả? Đúng rồi, tôi là mười mắm thật. Thì với cái nghề đây là tôi là đàn ông, là con trai, nhưng mà xã hội hầu như là người chế làm nước mắm hay là sản xuất nước mắm thì hầu như là phụ nữ, mà phụ nữ là hầu như là già lớn tuổi, chứ không phải là những người trẻ như tôi nữa. Thì như là những người phụ nữ đã có gia đình hay là 40 trở lên thì họ mới bắt đầu cảm thấy cần cái sinh nhai hay cái gì đó thì họ mới làm. Và cái nghề mắm này nó mình khác biệt là tại sao mình nhiều lúc mình cũng nghĩ là mình là con trai mà mình phải làm, nhưng không, cái đó, cái mặc cảm đó nó không là gì so với là cái mà mình đem lại cái giá trị trong cái chất lượng của sản phẩm đó. Trên với cái kiến thức mà mình học được từ nhỏ giờ ngoài môi trường, ngoài xã hội cũng như gia đình, thì trước đây thì chưa, công nghệ nó chưa phát triển, cái mạng xã hội nó chưa phát triển, thì mình kinh doanh, mình bán ra xã hội theo với kênh truyền thống, mình có thể là bán ra chợ hay là theo cái cách là người quen giới thiệu với nhau, hay là có cái kênh tập quá. Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu mình đi được đào tạo từ các cái khóa học của sở kế hoạch đầu tư, hay là một cái khóa học nào đó của địa phương giới thiệu, thì mình nhận ra rằng là cái một cái cách mà bán hàng ra, cái kênh bán hàng ra nữa, đó là cái kênh bán hàng online là rất là tốt. Mà hoặc là cái kênh bán hàng thì các cái trang điện tử nó cũng tương tự nhau, nhưng mà đó là một cái nơi mà cái vô thương, mà cái nơi mình phát triển mà mình không cần phải tốn nhiều chi phí hơn so với lại cái cách bán truyền thống. Đó là một cái mà mình phải học hỏi nhiều hơn về cái bên phía trước. Thì bắt đầu với sản phẩm ra thì có, bắt đầu có nhận món ra, thì bắt đầu mình sản phẩm mình sẽ giới thiệu ra tất cả các kênh, mà hình như là thì mình không thể làm liền một lúc được. Nhưng mà bắt đầu với một cái cách truyền thống thì qua các kênh tập quá, siêu thị, thì rồi dần dần bắt đầu mình phải lắng vào các kênh, các mạng xã hội, thì là mình sẽ cố gắng làm sao đó các cái môi trường giao thương, cái cộng đồng xã hội nào đó thì mình tích cực tham gia để mình có một cái tầm nhìn hơn, và mình phải phát triển cái sản phẩm mình ra 64 tỉnh thành, và phải cố gắng nữa, chứ không phải riêng ở 64 tỉnh thành, và cố gắng làm sao nữa sản phẩm của mình đạt một cái chất lượng tuyệt đối để mà có được ra thương trường thế giới, để có một cái tên tuổi mình ra tới ngoài quốc tế, để họ thấy được rằng cái sản phẩm mình là đem lại cái hồn của ẩm thực Việt Nam. Vì nước mắm này là nó khi mà chấm vào thì nó sẽ tăng lên cái giá trị bữa ăn như thế nào, thì người quốc tế họ sẽ thấy rằng ồ, nước mắm
nó có giá trị đối với lại cái ẩm thực Việt Nam. Và đó là cái câu chuyện mà em phải bảo vệ, em phải phát triển. Cuộc sống này thì ông trời sẽ không phụ lòng ai nếu như người đó biết cố gắng. Và thành công cũng vậy, cũng không có phụ lòng ai đã nhiệt huyết. Thì mình làm với cái sản phẩm này thì tất nhiên là về cái ban đầu thì đó là cái sản phẩm, đấy là cái chất lượng. Nhưng về có sự thành công nó hay không, có giàu có thì nó sẽ đến với con người thành công. Và nó sẽ tự đến thôi. Chứ mình có muốn giàu có bằng cái cách mình làm để mình kiếm tiền hay không thì xã hội sẽ tự nhìn nhận và sẽ cho mình cái kết quả đó. Chứ tự mình không thể cho mình cái kết quả đó được. Và cái quá trình phấn đấu mình làm như thế nào để đem lại cái chất lượng, đem lại cái sự phục vụ, đem lại phụng sự cho xã hội như thế nào thì xã hội sẽ phản ứng tích cực lại mình thế ấy. Và mình sẽ nhận lại cái kết quả tốt đẹp.